hôm nay em lên tiếp cái máy cắt cỏ của ZOB nha, 25cc. Cái này là cần cong các bác nha. Đấy, về nó như vậy thôi, nó cắt bằng dây cước, nó chỉ có cái đầu như này. Nó cắt bằng dây cước như vậy thôi các bác nha. Đấy, cái này nó là 25cc. Động cơ 25cc. Cái bi tông hình như là nó là khoảng 34 ly gì đó các bác nhé. Thì bác nào lấy hôm nay em sẽ làm nổ cho các bác luôn, bao lỗ cho các bác, bao ship các bác luôn. Giá chỉ có 1 triệu đồng thôi. 1 triệu đồng một cái máy cắt cỏ ZOB cần cong dây cước, bao lỗ bao ship cho các bác, 1 triệu đồng. Đó thì bác nào mình lấy thì liên hệ em. Cái giá của nó thì cực kỳ mềm, có 1 triệu đồng thôi. 1 triệu đồng mà còn được bao ship luôn. Các bác thấy nó quá ok luôn, bao lỗ bao ship tận nhà luôn. Máy cắt cỏ cần cong đó thì nó chỉ có như vậy thôi, máy sao thì em quay như vậy thôi đó. Cái dây cước này chỉ có một sợi dây cước thôi. Cái này thì các bác mình về sử dụng trong vườn nhà mình là rất ok đó. Hiện tại giờ em cũng chỉ còn khoảng tầm chục con thôi, chục con đổ lại thôi. Con nào mình đang quan tâm tới máy cắt cỏ thì liên hệ, cái giá nó vô cùng hợp lý thôi. Máy cắt cỏ xăng có 1 triệu đồng mà còn bao lỗ cho các bác luôn, bao ship cho các bác luôn. Đó thì bác nào mình lấy thì mình nhanh tay luôn nhá. Cái giá này thì cũng không có nhiều đâu, vô cùng rẻ và hợp lý. Các bác nào mình quan tâm thì liên hệ.